Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta có một cái giỏ và bên trong đựng rất là nhiều loại rau củ quả. Chúng ta cùng tìm xem là tên của các loại rau củ quả là gì nhé. Nhấn like và subscribe để đăng ký kênh. Ồ, các bé có đoán được ở bên trong là có loại rau củ quả nào không? Bây giờ chúng ta cùng lấy từng cái ra nào. À, đây là quả chuối, quả chuối. Quả chuối. Quả chuối màu vàng. Quả chuối có màu vàng. Tiếp theo chúng ta có... À, biết rồi, đây là một loại quả có màu cam. Đây là quả cà rốt, hay còn gọi là củ cà rốt. Chúng ta dùng để nấu súp, ăn rất là ngon. Cà rốt màu cam. Và có một loại động vật rất là thích ăn cà rốt. Đố các bé đó là con vật nào nè? Đúng rồi, đó là con thỏ. Con thỏ rất là thích ăn cà rốt. Chúng ta tiếp theo có... À, đây là một chùm nho. Chùm nho, trong chùm nho có rất là nhiều trái nho. Chùm nho. Quả nho. Chùm nho màu tím. Chúng ta còn có gì nữa đây? Đây là bắp. Có một trái bắp. Ở đây chúng ta có một trái bắp nữa. Vậy là chúng ta có hai trái bắp. Hai trái bắp nha. Ui. Đây là một loại quả có màu cam. Và tên của nó cũng trùng tên với màu của nó luôn. Đó là quả cam. Quả cam. Màu cam. Màu cam. Quả cam. Quả cam màu cam. Quả cam có màu cam. Nước cam có màu cam. Đây là quả gì vậy? Đây là quả chanh. Quả chanh có màu xanh. Chúng ta có một trái chuối nữa nè. Vậy chúng ta ở đây có bao nhiêu trái chuối? Cùng đếm nào. 1, 2. Vậy chúng ta có 2 trái chuối. 2 trái chuối. Chúng ta để đây nhé. Đây là quả gì? Đây là quả táo. Quả táo này có màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Quả táo có màu đỏ. Chúng ta để đây nhé. À, chúng ta lại có thêm một quả cam nữa nè. Chúng ta sẽ để kế bên quả cam này. À, đây là quả gì các bé có biết không? Đây là quả lê. Quả lê. Quả lê. Quả lê màu xanh. À, đây là quả cà chua. Quả cà chua. Cà chua. Cà chua màu đỏ. Chúng ta còn một loại trái cây ở trong giỏ nữa nè. Đây là trái dâu. Trái dâu tây. Dâu tây. Dâu tây màu đỏ. Vậy là trong giỏ của chúng ta đã hết đồ rồi nè các bé ơi. Ở đây có mấy quả cam? Ở đây có 2 quả cam.
1, 2, 2 quả cam. Đây là hộp quà số 2. Hộp quà này có màu cam, màu cam. Để xem bên trong hộp quà có gì nào. Mở ra. Ồ, bên trong nắp hộp quà có 2 chấm tròn. 2 chấm tròn. 1, 2, 2 chấm tròn. Bây giờ chúng ta cùng xem hộp quà có gì nhé. À, đây là một con mèo. Con mèo thì kêu meo, meo. Con mèo, con mèo mà trèo cây câu, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Trong ba loại quả này, quả nào là quả táo? Đây là quả táo đúng không? Đúng rồi, đây là quả táo. Một, hai, ba. Ở đây có bao nhiêu cái bánh? Ở đây có ba cái bánh. Ba cái bánh. Đây là hộp quà số 3. Số 3. Hộp quà này có màu vàng. Màu vàng. Chúng ta cùng mở xem bên trong hộp quà có gì nhé. Mở ra nào. Đầu tiên là ở trên nắp hộp quà có 3 chấm tròn. 3 chấm tròn, chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3. Ba. Bây giờ chúng ta cùng xem hộp quà có gì nào. À, đây là một con vịt. Con vịt. Con vịt này có màu vàng. Con vịt. Con vịt. Một đàn vịt nhỏ lạch bạch theo sau. Vịt mẹ đi đầu, nhớ theo mẹ nhé. Bắt tôm, bắt tép, ở tận bờ sông. Chớ đi chơi rong, kẻo mà lạc mất. Vịt mẹ tất bật, nuôi nấng đàn con. Có miếng nào ngon, mẹ nhường con cả. Biết mẹ vất vả, vịt con vâng lời. Đến khi tối trời, cùng nhau về ổ. Đây là quả gì? Đây là quả cam. Cơ. A. M. Am. Cơ am cam. Đây là chậu cây. Chậu cây này có màu cam. Và bên trong chậu cây của chúng ta có một loại quả cũng có màu cam. Chúng ta cùng đoán xem là trong chậu cây của chúng ta đây là quả gì nha. Chúng ta sẽ mở lên. Ồ, đây là quả gì? Đây là quả cà rốt. Quả cà rốt. Cà rốt. Cà rốt màu cam. Quả cà rốt có màu cam. Đây là quả dâu tây. Quả dâu tây. Đây là quả lê. Quả lê. Quả nào lớn hơn? Quả lê lớn hơn. Đây là chiếc xe có màu gì? Đây là chiếc xe có màu đỏ.
màu đỏ. Đây là chiếc xe có màu gì? Đây là chiếc xe có màu đỏ. Màu đỏ. Chiếc xe nào nhỏ hơn? Vâng, đây là chiếc xe có kích thước nhỏ hơn. To. To. Nhỏ. Nhỏ. Ai nhỏ hơn? Con chuột. Con bò. Con chuột và con bò thì ai sẽ nhỏ hơn nè? Con chuột, đúng rồi, con chuột nhỏ hơn. Ai to hơn? Con ong. Con gà trống. Giữa con ong và con gà trống thì ai sẽ to hơn? Đúng rồi, con gà trống to hơn. Tạm biệt. Nhấn like và subscribe để đăng ký kênh.